Lâu lắm rồi không ra video, từ cái hôm bị đi Sơn Tây bị ốm về. Mai mình hướng dẫn anh em làm cái túi thả thính nhá. Đây là cái màn hỏng. Đây là cái góc màn anh em nhé. Anh em lấy luôn cái góc màn này. Góc màn này. Rũ này, anh em lấy góc màn túm đây, kéo va cho còn lên đây, anh em để khoảng 60 phân này, từ đi góc màn ra đây khoảng 60 phân, đó, cắt ra đây. Rồi, còn thừa rất nhiều. Đó. Vậy là có cái túi thả thính rồi anh em. Ngon không? Rất ngon luôn. Đó, lấy cái cắt ở cái góc màn luôn. Đó. Anh em đi mua cái quả bóng nhựa 5.000 này. Bóng nhựa 5.000 buộc vào đây, cho vào đây, cho vào cái góc màn đó, anh em buộc lại này, lấy dây, anh em lấy dây cột lại này là được cái túi thả thính ngon rồi anh em đó, rất chi là đẹp luôn. À, túi này anh em ném thính cái quả bóng này, anh em ném 5-7 cân thính ok, vẫn nổi lên bình thường. Anh em có cái túi thả thính đẹp luôn. À, đơn giản thế này nên mà nhiều anh em không biết đâu nha, mình xem ở trên mạng thì chưa có cái clip nào hướng dẫn cụ thể cả đó anh em. Rồi anh em cho thính vào đây, lúc thả thính anh em cho thính vào đây xong đây đó. Ví dụ đây là thính anh em cho vào đây, túm hết lại đó, túm hết lại này, nắm chặt lại rồi này, em thả thôi anh em, xoắn cái đầu này vào đó, ném ra phát là thính nó tự thả xuống như này được đó, anh em thấy ngon không, cực kỳ đơn giản, túi thính cực kỳ ngon luôn. Đấy, lấy cái góc màn cắt chéo phát, cắt phát là được luôn, thẳng luôn, đẹp luôn này anh em. Trời, em nhìn chất không? Đó, túi thả thính đẹp mê ly luôn. Quá đẹp luôn. Thank you.
còn chỗ này cất đi, sau nhỡ mất thì cần dùng tiếp, hoặc là anh em là xin thì cho. Màn cũ thì thừa thực ra đầy mà. Đó, lung linh là lên luôn anh em. Lúc lấy cái màn thì nó cùng màu đây anh em này, mình lấy thử một cái giả nha. Không. Làm gì à? Làm túi thả thính. Hả? Làm túi thả thính. Làm không anh, còn mấy cái anh vừa lấy cái màn ở bên cho thằng Hải. Phải có bóng. Mà em đi đánh con này. Thả thuyền đi. Thả thuyền chứ. À, nếu em đánh giải thì chắc là thả tay. Nhưng mà tận dùng 10 người cơ. Đấy anh em. À. Đấy, khi mà ném thính thì cái bóng này nó nổi lên này, nổi lên thì thính nó rơi xuống đó. Đó chỉ là đẹp anh em nhá. Ok. Rồi. Còn làm cái túi thả thính loanh quanh em hướng dẫn anh em, mãi chưa làm được, hôm nay mới làm được anh em nhá. Xịn luôn, đẹp luôn nhá. Đó. Ngon, bổ rẻ đúng không? Có lên mới nhìn.